Ngày 13 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đông Hưng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cao Dũng, sinh năm 1996, trú tại xã An Châu, huyện Đông Hưng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Dũng đã lập tài khoản Facebook mang tên Dũng Nguyễn để bình luận vào bài đăng của những người có nhu cầu mua khẩu trang. Đến tháng 3 năm 2020, anh T, thường trú tại tỉnh Quảng Ninh, đã vào trang Facebook của Dũng để đặt mua khẩu trang. Qua giao dịch, AT đã đồng ý mua 150 thùng khẩu trang và đặt cọc 200 triệu đồng. Sau một thời gian chuyển tiền không thấy Nguyễn Cao Dũng gửi hàng, anh T liên lạc lại thì Dũng báo không có hàng và chuyển lại số tiền 100 triệu đồng. Số tiền còn lại Dũng đã tiêu xài vào mục đích cá nhân.